ngón tay và mặt trăng là một thí dụ xuất phát từ kinh Lăng Nghiêm. Thí dụ này muốn nói rằng những gì Đức Phật nói là ngón tay, và những gì Đức Phật muốn chúng ta đạt được là mặt trăng. Nói cách khác, lời Phật là phương tiện để đưa chúng ta đến chỗ cứu cánh là giác ngộ. Như vậy, những gì Đức Phật thuyết giảng, tức là Phật Pháp, gom lại thành kinh điển, chỉ là phương tiện mà thôi, chứ chưa phải là cứu cánh. Vì ngón tay chỉ là phương tiện để chỉ mặt trăng thôi, chứ chưa phải là mặt trăng. Còn mặt trăng kia mới là cứu cánh, tức sự giác ngộ hay chứng ngộ của kẻ học mới là cứu cánh vậy. Một cách thông thường, thí dụ này thường được ghi nhận như là một lời cảnh cáo của Đức Phật đối với các kẻ học mà lại chấp trước vào giáo thuyết của Ngài, coi đó như là chân lý cứu cánh. Như một thí dụ khác còn bộc lộ rõ ý tưởng này một cách trực tiếp hơn nữa là thí dụ chiếc bè trong kinh Kim Cương. Pháp của Phật chỉ là phương tiện để đưa chúng sinh đến chỗ giác ngộ, ví như chiếc bè là phương tiện để đưa chúng ta qua sông. Đã qua sông rồi thì phải bỏ bè đi. Nếu chúng ta cứ ôm giữ mãi chiếc bè, hay cứ chấp chặt vào ngón tay cho đó là mặt trăng, thì đó là lỗi lầm lớn, một chướng ngại lớn cho việc thể nhập vào chân lý cứu cánh vậy. Tuy nhiên, có một sự hiểu lầm lớn và ngộ nhận lớn về thí dụ trên. Do đó, chúng ta cần phải khảo sát qua đôi chút về ý nghĩa của thí dụ này. Đức Phật thường nói lên giá trị đắc lực của thí dụ trong việc khai mở trí huệ. Ngài thường nói là người có trí nhờ thí dụ mà được hiểu. Thí dụ còn được coi là một trong 12 bộ kinh. Nhân minh học của ngoại đạo còn là thí dụ thành lượng, gọi là thí dụ lượng. Vì thí dụ là một công cụ có giá trị vô cùng trong việc truy nhận được chính xác và chân thực. Kinh điển Phật đầy dẫy các thí dụ, vì mỗi khi muốn nói lên một chân lý thâm sâu vượt ngoài mọi diễn đạt của ngôn ngữ thì cần phải sử dụng đến thí dụ. Thí dụ làm vấn đề trở nên dễ hiểu, khai thông được sự nhận biết về chân lý. Song đôi khi người ta vẫn bị kẹt vào thí dụ, vẫn bị chấp vào thí dụ, và biến thí dụ trở thành một công cụ nguy hiểm để khai thông ra con đường đọa lạc vào tà kiến. Chẳng hạn như thí dụ ngón tay và mặt trăng ở trên. Có những người nghe nói kinh điển của Phật chỉ là ngón tay, chứ nào phải mặt trăng, thì đã vội coi thường và bài bác kinh điển. Họ thấy kinh không muốn nhìn, không muốn tụng, có đọc thì cho là làm gì có cứu cánh mới ấy. Mặt trăng là ở một chỗ khác, kinh này chỉ là ngón tay mà thôi. Những kẻ khác biết điều hơn, cho rằng phải có phương tiện mới đạt được cứu cánh. Thế nên họ không coi thường kinh điển, vì kinh điển là phương tiện, tăng mục tiêu của họ là cứu cánh. Thế nên họ sử dụng kinh điển như phương tiện để đạt đến cứu cánh. Họ cười những kẻ tụng kinh, thờ kinh. Họ cho rằng những kẻ thờ khảo kia chẳng hiểu gì ý nghĩa của kinh thức, nên đã chấp làm ngón tay là mặt trăng. Kinh điển chỉ có giá trị như một phương tiện mà thôi, chứ đâu có cứu cánh ở đó đâu mà tôn thờ. Lại nữa, họ cho rằng thái độ đúng đắn nhất của kẻ học là biết sử dụng phương tiện để đạt đến cứu cánh. Còn ngoài ra thờ phụng, lễ bái, nghiên cứu, học hỏi đều là các thái độ sai lầm, chấp trước ngón tay là mặt trăng. Các kẻ này nhìn kinh điển hoàn toàn như một dụng cụ để khai ngộ, như ngón tay để chỉ ra mặt trăng. Tóm lại, các kẻ này cũng vẫn coi cứu cánh là một cái gì khác và ở ngoài phương tiện. Một số người nữa có tình cảm và biết ân nghĩa hơn, cho rằng cái kinh điển chỉ là phương tiện, xong chúng ta phải biết cái ơn của phương tiện ấy. Không có phương tiện ấy, lấy gì mà đạt đến cứu cánh? Thế nên cần phải biết nhớ ơn Phật, biết kính trọng Pháp, xong đó chỉ là phương tiện ân nghĩa mà thôi. Với họ, thờ Phật thờ Pháp là để nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực đạt đến cứu cánh. Sự tôn thờ chỉ là một kỷ niệm cao thượng mà thôi, một tình cảm đạo đức, một biểu tượng thanh cao. Nếu chỉ biết tôn thờ mà không chịu y theo kinh điển để tu tập, tiến lên đạt đến cứu cánh tối thượng, thì coi như chúng ta đã hiểu sai kinh điển, đã chấp lầm ngón tay là mặt trăng. Tóm lại, với những con người này, thờ Phật, kính Pháp dĩ nhiên là có đó, tâm cứu cánh không hề có nơi hành động tôn thờ ấy. Cứu cánh cũng không có nơi giới mật của kinh điển
xây nơi các tượng gỗ, đá, mà ở nơi nỗ lực của cá nhân để thành tựu sự giác ngộ và giải thoát nơi chính mình. Có người còn đi xa hơn, họ cho rằng phải chính mình tự giác ngộ, coi đó mới là đền ơn Phật, mới là cúng dường Phật đúng cách, mới là tôn thờ Phật đúng nghĩa. Những người này không có việc thờ Phật chỉ là một tượng trưng hay một kỷ niệm cao quý, mà là một việc cần thiết phải thực hiện. Xong họ cho là thực hiện việc thờ Phật qua chính sự tu hành đạt đến cứu cánh của mình mới là thờ Phật theo Phật pháp đúng nghĩa. Cho dù là vậy đi nữa thì họ vẫn chấp nhận rằng cứu cánh không phải là phương tiện, và cứu cánh và phương tiện vẫn ở hai chỗ khác nhau như ngón tay và mặt trăng vậy. Tóm lại, các xu hướng trên đều lấy lời Phật, kinh điển của Phật là phương tiện và lấy chính mình là cứu cánh. Phật dạy là phương tiện, mình tu mình thành là cứu cánh. Như ngón tay là phương tiện, chỉ ra mặt trăng là cứu cánh. Nguyên tắc này là hoàn toàn đúng, con người chấp vào nguyên tắc ấy lại hoàn toàn sai, bởi vì họ chưa suy xét cho thật kỹ và hiểu cho thật đúng nghĩa và ý nghĩa của Phật pháp, thì họ đã vội bài bác và chỉ trích sự tôn thờ Phật và pháp. Phật đã vẽ ra cho chính mình một con đường độc lập với Phật và kinh Phật, hoặc lại đi giải thích kinh Phật theo ý nghĩa chỉ là một công cụ phương tiện mà thôi. Hãy thử nhận xét ví dụ trên. Ngón tay và mặt trăng là hai sự thể khác nhau và ở hai chỗ khác nhau. Khi đem ví dụ áp dụng vào thực tế thì ngón tay là lời giáo thuyết của Đức Phật, tức kinh điển, còn mặt trăng là sự thật hay chân lý mà lời giáo thuyết ấy muốn nói lên hay muốn chỉ ra. Trong nếu lời nói ý của Phật đã gói trọn chân lý trong ấy rồi, thì tức là trong phương tiện đã gói trọn cứu cánh. Vậy làm gì có cứu cánh ở các chỗ với phương tiện? Mặt trăng đâu có ở ngoài ngón tay mà có được. Nếu chúng ta cho rằng trong lời nói của Phật không hề có chân lý, như trong ngón tay không hề có mặt trăng, ngón tay là ngón tay, mặt trăng là mặt trăng, cũng vậy lời nói là lời nói, chân lý là chân lý. Nếu vậy, lời nói của Phật cũng giống như tất cả mọi lời nói khác trong đời sống hàng ngày của mọi chúng sinh. Vậy chúng ta cần gì phải lắng nghe lời nói của Phật để tu học nữa? Và cần gì phải có Phật nữa? Nếu lại bảo rằng cái lời nói của Phật không có chân lý nơi đó, tâm nó chỉ ra chân lý được, nhưng trong ngón tay không có mặt trăng, trong ngón tay chỉ ra mặt trăng được. Xong, nếu lời nói của Phật không có chân lý mà chỉ ra chân lý được, thì tất cả mọi lời nói không có chân lý, trong nó cũng đều phải chỉ ra chân lý được. Như vậy, lời nói của kẻ tà kiến, lời nói của ngoại đạo, lời nói ác độc, lời nói của kẻ vô minh vân vân, mọi lời nói ấy đều không có chân lý trong nó, sẽ phải đều chỉ ra chân lý được. Và cho đến vọng ngữ, ác khẩu, ý ngữ, lưỡi thiệt đều là các lời nói chỉ ra chân lý hết hay sao? Lại nữa, nếu lời nói của Phật không có chân lý trong đó thì nó phải là hư vọng và giả dối. Vậy tại sao Phật lại được gọi là chân thật ngữ? Và nếu do nơi hư vọng và giả dối mà chân lý được thấy ra, thì mọi người thế gian đều thấy ra chân lý, ngoại đạo tà kiến đều chứng được chân lý hay sao? Tóm lại, cho rằng lời thuyết giáo của Đức Phật không hề có chân lý trong đó, vì nói ngón tay không hề có mặt trăng, điều này hoàn toàn phi lý. Mà nếu chấp nhận rằng chân lý đã có sẵn và chỉ có nơi giáo thuyết của Đức Phật mà thôi, thì tại sao lại bác bỏ sự học hỏi, tư duy và kinh điển? Tại sao lại coi thường và nghi kỵ sự thờ phụng Phật và pháp? Lại nữa, nếu cho rằng lời nói của Đức Phật đã có trọn chân lý nơi đó rồi, xong chúng ta còn cần phải nhận ra được chân lý ấy ngay nơi chính mình nữa. Mục tiêu của Phật nói pháp ra là để cho mình giác ngộ, nên dĩ nhiên trong pháp ngữ của Ngài dù đã chứa trọn chân lý nơi đó mà vẫn được coi là phương tiện, như ngón tay để chỉ ra chân lý cho mình giác, như mình nhờ ngón tay mà thấy ra mặt trăng. Xong, trước hết nói như vậy tức phải chấp rằng lời nói của Đức Phật vì có chân lý trong đó nên là một phương tiện đúng nhất và duy nhất, ngoài ra không có phương tiện nào khác nữa để chỉ ra chân lý cứu cánh. Do đó, khi chúng ta nghe nói Phật pháp như ngón tay,
như giết mẹ, thì đừng vội coi thường Phật pháp. Đừng tưởng đâu Phật pháp là sai lầm cần phải bỏ đi. Đừng tưởng đâu là ngoài phương tiện Phật pháp ấy còn có các phương tiện siêu việt thù thắng nào đó hoàn hảo hơn nữa để thấy ra mặt trăng. Và cũng đừng binh minh rằng trong Phật pháp không hề có chân lý cứu cánh. Trái lại, lìa ngoài Phật pháp là phi pháp, chưa đạt đến cứu cánh mà đi lìa phương tiện là rơi vào phi pháp. Cũng như chưa thấy mặt trăng mà đã chỉ trích và bác bỏ ngón tay, chưa qua đến bờ mà đã lìa bè không chấp giữ, những kẻ ấy đều đọa và phi pháp, đều biến các thí dụ trên trở thành tà kiến độc dược. Nên kinh Kim Cương mới nói, pháp mà còn phải xả thì huống gì là phi pháp. Xong, những kẻ chấp trước vào các thí dụ trên, họ chỉ lo đi xả pháp mà họ không hề hay biết phi pháp là gì hết. Lại nữa, như thế, khi ví dụ pháp là ngón tay, là chiếc bè, khi nói là phải xả pháp thì Đức Phật không hề bác bỏ hay chỉ trích rằng pháp không phải là chân lý. Khi nói kẻ nào cầu ta qua âm thanh, hình sắc, kẻ ấy hành tà đạo không thấy được Như Lai, Đức Phật không hề cho rằng chính Ngài là tà đạo, cũng không hề khuyến khích chúng ta dựa vào bất cứ gì ngoài sắc thanh của Ngài mà chấp rằng đó là chân lý. Trái lại, những lời nói ấy, những thí dụ ấy chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh, để khai ngộ cho chúng ta mà thôi. Nghĩa này là làm sao? Khi một người đã thấy mặt trăng rồi, người ấy lấy ngón tay chỉ về hướng mặt trăng, kẻ thấy ấy, ngón tay chỉ ấy hoàn toàn đúng. Xong kẻ kia lại không biết nhìn theo hướng ngón tay mà chỉ mãi nhìn ngay vào ngón tay. Lúc ấy người kia mới nói, ông đừng nhìn ngón tay ta, nhìn ngón tay ta là sai. Đã thuận theo hướng của ngón tay ta rồi, giờ đây ông ta lìa khỏi ngón tay ta mới được. Kẻ kia nghe như vậy cho là ngón tay sai lầm, ngón tay vô giá trị, hắn lìa khỏi ngón tay ấy và cho rằng đừng nhìn ngón tay ấy nữa là đúng. Theo hắn, mặt trăng có nghĩa là đừng nhìn ngón tay nữa. Và nếu có giỏi hơn nữa thì hắn cho rằng đừng nhìn ngón tay nữa và cũng đừng nhìn gì hết, thì đó là mặt trăng. Ngón tay mình hoàn toàn đúng, xong kẻ kia chấp sai, nên người nọ mới phương tiện mà bác bỏ ngón tay của mình. Mục tiêu là để kẻ kia thấy đúng ra, chứ không phải thật sự là ngón tay kia chỉ sai mà bác bỏ. Tự thân của Phật và pháp vốn là cứu cánh viên mãn nhất của chân lý. Tăng trên phương diện độ sinh, mục tiêu là thành tựu chúng sinh trở thành cứu cánh ấy. Nên đến một giai đoạn tối hậu nào đó, Phật sẽ phương tiện gạt mình đi, để cho chân lý kia chuyển sang và hiển hiện ra rõ ràng nơi chính.